Thưa quý vị, thời gian qua, Chi ủy, Ban giám đốc Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ luôn quan tâm công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện có hiệu quả kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện, đơn vị chú trọng gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó quan tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ là dự án hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 21 triệu đô la Mỹ. Trong đó, chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại gần 18 triệu đô la và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam là 3,4 triệu đô la. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ nghiên cứu phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh của thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua cái việc học tập làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thì cái chuyển biến về trước hết về tư tưởng của đảng viên mình thấy rất là rõ, là các đảng viên cảm thấy có trách nhiệm hơn đối với tất cả các tư tưởng cũng như là các hoạt động của mình. Bên cạnh đó thì đảng viên làm việc có khoa học hơn và cái tinh thần tập thể cũng như là tinh thần vì chi bộ, vì tập thể của đảng viên và quần chúng được nâng cao. Quán triệt nội dung kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 21 cán bộ đảng viên viên chức người lao động, trong đó có 9 đảng viên của Vườn ươm, tập trung cụ thể hóa các nội dung học và làm theo Bác. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu tìm những giải pháp tối ưu để tư vấn, hỗ trợ kinh nghiệm cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp. Có những cái nghiên cứu về lĩnh vực chế biến thực phẩm như là các sản phẩm xúc xích cá sông khói, sản phẩm sữa gạo chế biến theo công nghệ enzyme, các sản phẩm và một số cái sản phẩm khác để làm cho doanh nghiệp, thì trong đó có hai cái sản phẩm là xúc xích cá sông khói và sản phẩm sữa gạo chế biến theo công nghệ enzyme là hai sản phẩm được đạt giải nhất trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật công nghệ của thành phố Cần Thơ lần thứ 9 và lần thứ 10. Đến nay, Vườn ươm đã hỗ trợ 11 doanh nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp đã hoàn thành và 4 doanh nghiệp có sản phẩm sắp hoàn thành. Ngoài ra, Vườn còn hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho hơn 20 sản phẩm giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tham gia đào tạo liên kết thực hành cho hơn 3.400 cán bộ sinh viên ở các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các diễn trường ở thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Phạm Nghĩa đã quyết định chọn Vườn ươm để bắt đầu là triển khai ươm tạo cái sản phẩm là cá thác lát rút xương kim sa. Và cũng là cái sản phẩm đó đã được sự hỗ trợ của Vườn ươm và cuối cùng là được tốt nghiệp. Và hiện tại thì cũng rất là một cái tín hiệu rất là vui, là tới thời điểm hiện tại bây giờ thì cái sản phẩm cá thác lát rút xương kim sa vẫn là một cái sản phẩm chủ lực của công ty Phạm Nghĩa trên thị trường, kể cả nội địa và kể cả xuất khẩu. Hiện tại thì cá thác lát rút xương kim sa cũng đã được xuất khẩu đi một số nước, thì cũng đã chiếm được cái tỷ lệ đâu đó tầm khoảng cỡ 20% sản lượng của cái sản phẩm này. Từ những kết quả học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, người lao động Vườn ươm, đã góp phần cùng với đảng bộ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ Vườn ươm nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.